Hello, xin chào các bạn nhá. Hôm nay tôi đang đứng ở tại lễ hội Gầu Tào. Bây giờ cũng đã là gần trưa rồi. Và tôi sẽ đưa các bạn đến một cái không gian ẩm thực của lễ hội nha các bạn nhá. Ngay đằng sau tôi đây sẽ là một khu không gian ẩm thực của lễ hội nhá. Với anh chị và các bạn cùng tôi vào khám phá xem không gian ẩm thực ở trên lễ hội Gầu Tào vùng cao như thế nào nhá. Đấy. Đây. Các bạn vào đây xem nhá. Đấy, hiện nay tôi thấy khói rất là nghi ngút rồi. Đấy, chào các bạn nhá. Không gian ẩm thực. Món thịt bò xào. Và giới thiệu với các bạn đây là mâm cơm của lễ hội Gầu Tào nhé. Mâm cơm ngày Tết chào xuân 2020. Anh hỏi em cái này kìa. Sợ say đi không về được đâu. Cảm ơn nhá. Làm phiền các bác này. Ở trong làng thì là phải ăn cơm đây này các bác ạ. Cùng với anh em trên bản. Quán rượu này sợ thì say đấy. Đi đường sợ tí không về được đấy. Nghỉ rồi nhỉ, lễ hội nghỉ rồi nhỉ, chiều làm tiếp à? Chiều thì cái phần thể thao. Chiều lại kéo co bóng chuyền đẩy gậy à? Bây giờ phần lễ xong rồi, bây giờ phần hội thì còn cái thể thao. Rồi. Năm mới. Rồi em cảm ơn các bác nhá. Ngại quá đi đường xa sợ say thôi. Người mà bảo nhờ làm nhờ cho. Ai cũng lên ở đây. Em xin phép được mời các chú các bác một tí nhỉ. Trong làng mình giao lưu một tí. Mời chung. Anh ơi, chú ơi, chú chứ nhỉ, chú ơi, anh nhỉ, cậu ấy nhỉ, mời các cậu với lại các anh một ly rượu đầu xuân năm mới nhỉ, chúc cả gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, làm gì được đấy nhá, rồi, mời nhá, vâng, hết nhá, hầu tà là uống hết nhá các bạn nhá. Là hôm nay là nhiều chiến trường lắm rồi à, là hơi rồi đó, cảm ơn chú nhá. Em xin phép nhá, mời các bác dùng tự nhiên nhá. Và trong làng thì đi giao lưu các bạn. Đi giao lấy lưu với anh em một chút. Chào mấy anh em nhá. Làm tí đầu xuân năm mới cho nó đỏ nhỉ. Anh mời trước à? Anh mời trước à? Thế từ đã nhỉ. Hôm nay lễ hội Gầu Tào mình lại được là khách mời đến dự bữa cơm thân mật đầu năm. Anh ơi muốn chung luôn đi. Từ từ đã. Tí riêng sau. Đấy. Bác đang mời. Đấy. Bác đang mời để bác mời trước đã. Đấy. Rồi, ok. Và trong làng là gặp nhau là phải mời rượu nhau. Đấy, không mời rượu nhau là không được đâu. Nên là không uống được rượu là vào làng là mệt lắm. Của say rồi các bạn ạ. Đầu xuân năm mới nhỉ, mời anh em một ly cho nó tưng bừng. Đúng rồi đấy, ở giờ đầu xuân năm mới nhỉ, em mời các bác một chút chúc mừng đầu xuân năm mới anh em mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài nhá, đạt nhá. Làm ăn thì nhìn được gấp đôi gấp ba năm cũ nhỉ. Chúc sức khỏe anh em nhá. Làm cái nhỉ, hô cái nhỉ. 1 2 3 go, 2 3 go, 2 3 đấy. Thế mới khi thế nhỉ. Mời anh em uống rượu cùng lại Trương Lý ở trên xã Phiêng Luông với lễ hội Gầu Tào nhá. Đây MC đây này. Đấy. MC của xã Phiêng Luông, rất đẹp trai. Cảm ơn nhá. Cảm ơn em nhá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi, em mời các bác các em dùng tự nhiên nhá. Từ đã. Tí đã. Wow, say rồi đấy các bạn ạ. Cũng rượu toàn rượu ngô thôi. Say rồi các bạn ạ. Anh em vẫn đang uống rượu mời nhau nhá các bạn nhá. Trên vùng cao là các bạn phải biết uống rượu này. Hai nữa là anh em phải đi giao lưu nha các bạn nhá. Đấy là mình cũng xin phép review một chút về văn hóa ẩm thực ở trên vùng cao để cho các bạn biết được những cái bản sắc, những cái tình cảm của anh em dành cho những người khách phương xa. Đấy, các bạn lên đây thì các bạn cứ hòa đồng và cứ giao lưu với anh em ở trên thôn bản cũng như là ở trên xã. Rất thoải mái thì các bạn đừng có khép mình nhá. Lẽ là video của mình xin phép là được kết thúc tại đây. Hẹn các bạn với các video khám phá ở bản làng dân tộc khác. Ngày mai mình sẽ đi vào bản người Tày để xem lễ hội lồng tồng cũng như là một số cái văn hóa bản sắc của các dân tộc vùng miền ở trên quê hương cũng như là nơi mình công tác nha các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.